Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YoFit cùng với series những kỹ thuật tập luyện dành cho người mới tập. Và ngày hôm nay Minh và Trung sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái chuỗi, gọi là một chuỗi các bài tập với cáp cho cái bài ép ngực của mình, làm sao cho nó xây dựng và phát triển một cách toàn diện, mang lại cái nét thẩm mỹ tối đa nhất cho cái phần cơ ngực của mình. Thì như các bạn đã biết là cái bài này là cái bài ép ngực với cáp, là một trong những cái bài được rất là nhiều người thích tập. Kể cả khi mà các bạn không tập luyện thể hình, thì các bạn nhìn vô cái dàn này là đã chắc chắn là đã muốn tập rồi. Và tập như thế nào để đúng kỹ thuật và có những cái lỗi sai nào mà mọi người cần phải tránh, thì mời mọi người xem clip sau đây. Thì đầu tiên xin mời Trung sẽ thị phạm động tác ép ngực với cáp mà cái chốt này nó nằm ở phía ngang vai. Rồi 1 2, đúng rồi, 3, tốt, 4 5, đúng rồi, rồi ok. Rồi thì như các bạn đã thấy thì Trung đã thị phạm thử vài cái để mọi người có thể hình dung được cái động tác. Thì cái động tác này, khi mà các bạn set up cái phần chốt này nằm ở phía ngang vai, thì nó sẽ tác động vào toàn bộ cái khuôn ngực của mình luôn. Toàn bộ khuôn ngực có nghĩa là cả trên phần ngang ngang này và cả cái phần cạnh ngực ở dưới đều được tác động cách tối đa nhất. Thì một cái lỗi sai thường thấy đó là không có, thường thường là tay mình duỗi ra như vậy, và khi xuống là các bạn hay cong cái tay của mình lại. Đó, đúng rồi, có nghĩa là cái hình tay không có giữ nguyên, khi giữ nguyên cả từ bắt đầu thực hiện động tác tới khi cả kết thúc mà các bạn hay cong, thì cái điều này nó sẽ vô hình chung nó không có tác động vào được cái khuôn ngực của mình một cách chính xác nhất. Rồi thứ hai nữa là cái phần hít thở của nó không đều. Thì khi cái bài này nó cũng giống như cái bài đẩy ngực với tạ đòn hoặc là tạ đơn thôi. Thì khi mà các bạn các bạn căng ngực ra có nghĩa là hạ tạ xuống này thế này, thì bạn mình hít vào, và khi đẩy ra thì mình thở mạnh ra bằng miệng là ok. Rồi tiếp theo nữa là nó sẽ có thêm hai cái góc nữa bên cạnh một cái góc chốt ngang vai như thế này, đó là các bạn sẽ chỉnh cái chốt lên. Thì với cái chỉnh chốt, với cái chốt nằm ở phần ngang với đầu, thì khi các bạn kéo ra thì cái bài tập này nó sẽ tác động nhiều nhất vào cái phần cơ cạnh ngực ở dưới đây, thì nó sẽ giúp cho các bạn định hình được một cái khuôn ngực như thế nào là tốt nhất. Thì cái bài tập này các bạn có thể tập từ 15 cho tới 20 rep hoặc là 25 rep luôn, với một cái mức tạ vừa phải để mình có thể kiểm soát được động tác một cách chuẩn xác nhất từ đầu tới cuối. Và cuối cùng sẽ là một cái điểm để chốt nữa, chỉnh cái chốt này ở phía dưới đầu gối, có nghĩa là ở phía sau cuối này đây. Thì với cái chỗ để chốt như thế này, thì các bạn sẽ tác động rất là nhiều vào cái phần nhóm ngực trên là khúc ở đây, và một chút xíu vào vai. Thì khi mà các bạn thực hiện đầy đủ cả ba góc ép ngực này trong một buổi tập, thì nó sẽ xây dựng cho các bạn một cái cơ ngực thẩm mỹ và hoàn thiện nhất. Và nên lưu ý là cái bài tập này là một trong những cái bài isolate, và có nghĩa là bài cô lập, và các bạn nên tập luyện cái bài này ở vào cuối buổi tập ngực, và để dành sức cho đầu buổi tập ngực ở những cái bài combo nó tốn nhiều sức lực hơn. Rồi thì mình muốn nhấn mạnh là cái bài tập này nó rất là hay và thú vị. Thì rất là nhiều người hay tập cái bài này vào phía đầu buổi tập luôn, và tập toàn bộ cái buổi ngực của mình bằng cái bài tập này. Thì mình muốn lưu ý rằng cái bài tập này nó chỉ là một cái bài cô lập thôi, và nó không giúp cho các bạn xây dựng cái phần cơ ngực nhiều bằng cái bài đẩy ngực với tạ đòn hoặc tạ đơn. Thì nên như vậy thì các bạn sẽ để buổi cuối superset của những cái bài kia sẽ tốt hơn. Rồi trên đây là những cái kỹ thuật tập luyện cũng như là lưu ý về kỹ thuật, cũng như là cái thời điểm tập cái bài này như thế nào để nó xây dựng được một cái cơ ngực hoàn chỉnh và thẩm mỹ nhất. Thì nếu như các bạn còn thêm thắc mắc gì về cái động tác này, thì vui lòng bình luận ở bên dưới phần comment, để mình cùng với đội ngũ YoFit sẽ giải đáp ngay tới cho mọi người một cách tốt nhất. Rồi, thì nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để đội ngũ YoFit có thêm phần động lực
ra thêm nhiều cái clip mới cho mọi người về công tác, kỹ thuật cũng như là chế độ ăn uống. Rồi, cái clip này xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những phần sau.